Xin chào các em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C4 trong sách giáo khoa vật lý 850. Dựa vào các câu trả lời trên, hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau. Dùng dòng dọc động được lợi 2 lần về thì thiệt 2 lần về chỗ trống thứ 2, nghĩa là không được lợi về chỗ trống thứ 3. Chúng ta từ câu hỏi C1 này, câu hỏi C2 này, câu hỏi C3 này, chúng ta đưa ra kết luận. Câu hỏi C1 chúng ta kết luận được là gì nhỉ? Chúng ta đi so sánh câu hỏi C1, chúng ta so sánh được lực F1 và F2. Chúng ta đã trả lời là lực F2 thì bằng 1/2 lần lực F1 từ câu C1 nhé. Rồi, từ câu C2 thì các em rút ra được kết luận là gì nhỉ? S2 thì bằng bao nhiêu nhỉ? S2 thì bằng 2 lần F1. Từ câu C3 các bạn rút ra được kết luận là gì? A1 thì bằng A2. Các bạn nhìn vào kết quả của 3 câu này, chúng ta cùng phân tích nào. F1 là lực kéo trực tiếp đúng không? Còn F2 là lực kéo khi mà chúng ta sử dụng dòng dọc động. Chúng ta nhìn thế này, khi mà lực kéo bằng dòng dọc động thì nhỏ hơn lực F1 và cụ thể là nhỏ hơn 2 lần. Có nghĩa là chúng ta đã được lợi về gì đấy? Được lợi 2 lần về gì? À, về lực. Nhưng các bạn nhìn thấy đường đi thì sao? Khi sử dụng dòng dọc động, đường đi của nó lại gấp đường đi khi chúng ta sử dụng trực tiếp, lực kéo trực tiếp 2 lần. Vậy nó đã bị thiệt về gì? À, bị thiệt về đường đi và cụ thể là bị thiệt 2 lần. Giờ vào câu C3. Chúng ta lại nhìn thấy công của lực kéo A1 và công của lực kéo A2 bằng nhau, có nghĩa là gì? Chúng ta không hề được lợi về công. Vậy chúng ta điền như thế nào nhỉ? Dùng dòng dọc động được lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi, nghĩa là không được lợi gì về công. Ô trống thứ nhất, chúng ta đi trả lời. Ô trống thứ nhất chúng ta điền từ gì? Dùng dòng dọc động được lợi 2 lần về lực. Chúng ta điền từ lực. Ô trống thứ hai các bạn điền từ gì nhỉ? Thì thiệt 2 lần về đường đi. Đường đi. Và ô trống thứ ba nghĩa là không được lợi gì về gì đấy? À, về công. Chúng ta vừa trả lời xong câu hỏi C4 trong sách giáo khoa vật lý 850.